Thầy sẽ cùng các em chúng ta sang phần ví dụ sau đây. Viết số hữu tỉ âm 25 phần 16 dưới các dạng sau. Tích của hai số hữu tỉ có một thừa số là trừ 5 phần 2. Được chưa nào? Đây cụ thể là như sau. Nào, ví dụ 1 của thầy nhé. Nào, câu A này. Thì em quan sát ra thầy. Đầu tiên là phải viết số hữu tỉ dạng phân số. Vậy đây ta có là âm 25 phần 16 của thầy. Nó đã là phân số rồi. Cho nên chúng ta không cần phải làm bước 1 nữa. Bước 2 này, người ta viết tử và mẫu của phân số. Chúng ta có tử là âm 25, mẫu là 16. Dưới dạng tích của hai số nguyên. Nhưng tích của hai số nguyên các em cần phải lưu ý là số nguyên nào thì các em cần lưu ý như sau. Vì đề bài của chúng ta là tích của hai số hữu tỉ có một thừa số là âm 5 phần 2, tức là chúng ta phải tách tử, tức là âm 25 bằng tích của âm 5 với một số. Chúng ta phải tích mẫu, tách mẫu 16 thì bằng tích của 2 với một số. Hiểu không nào các em? Đó. Sau đó chúng ta sẽ làm bước 3, tách hai phân số có tử và mẫu ra các số nguyên vừa tìm được. Bước 4 là lập. Ok chưa? Cụ thể là như sau. Các em nhìn nhá. Nào, ta có nhỉ. Âm 25 phần 16 thầy sẽ tách bằng này. Âm 25 thầy tách bằng tích của âm 5 với 5. 16 thầy tách thành tích của 2 với 8. Vào đây có thầy thầy. Ok chưa nào? Thầy sẽ tách cái này thành tích của hai phân số.